Mến chào các em học sinh khối 6 trường Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ dạy viết ôn tập. Sắp tới các em sẽ có bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 môn tiếng Anh. Revision Unit 1, 2, 3, 4. Now, let's begin. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chúng ta có hai phần ôn tập về ngữ pháp. Sau đó, chúng ta sẽ có các phần bài tập để áp dụng. Phần đây, đề hạn tài đơn của đồng từ to be. Các em xem khung này cho kỹ nhé. Ở khung thứ nhất, đây là đại từ nhân xưng. Đại từ nhân xưng dùng để xưng hô khi giao tiếp. I có nghĩa là tôi. He, anh ấy. Ông ấy. She, chị ấy, cô ấy. It, nó. You, bạn, các bạn. We, chúng ta, chúng tôi. They, họ, chúng nó. Thuộc thứ hai là động từ to be. Am, is, are. Cột thứ ba, đây là dạng viết rút gọn. Bây giờ cô sẽ cho các em một số ví dụ nhé. I am 11 years old. He is 11 years old. You are 11 years old. Phần B là đại từ sở hữu. Tương ứng với đại từ nhân xưng, chúng ta có đại từ sở hữu. Đại từ sở hữu được đặt trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó thuộc về ai, có nghĩa là của. My, của tôi. Your, của bạn, của các bạn. His, của anh ấy. Her, của chị ấy, cô ấy. Is, của nó. Our, của chúng tôi. There, của họ. For example, ví dụ, my name is Long. This is your desk. That is his desk. Those are their desks. Chúng ta vừa mới ôn lại một số ngữ pháp. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm một số bài tập ứng dụng. Bài tập thứ nhất, khoanh tròn A, B, C hoặc D trước đáp án đúng nhất trong mỗi câu dưới đây. Để làm được phần trắc nghiệm này thì chúng ta phải tính toán và quyết định lựa chọn đáp án đúng nhất nhé. Chúng ta bắt đầu làm câu số 1. Câu số 1 có 4 lựa chọn có nghĩa khác nhau. Chúng ta sẽ chọn đáp án. Chọn đáp án student có nghĩa là những học sinh. Vì ở đây câu có là there are 32 students in my class, có 32 học sinh trong lớp của tôi. Câu số 2, chúng ta có 4 sự lựa chọn của sở hữu cách và đây là dạng câu hỏi yes or no. Các em chú ý chủ ngữ là his father. Đáp án là yes, that's his father. Câu số 3, chúng ta có các giới từ để lựa chọn. Chúng ta sẽ chọn giới từ là on. We live on Hồng Bàn Street. Câu số 4, đây là dạng câu hỏi how many. How many có nghĩa là có bao nhiêu. So how many là danh từ ở dạng số nhiều. Chúng ta lựa chọn đáp án là are there. How many chairs are there in this room? There is one. Có bao nhiêu cái ghế trong phòng này? Có một. Câu số 5, chúng ta làm bài toán kia 80 chia cho 2. Đáp án bằng 40, 40. Câu số 6,
Các em chú ý bằng từ to be là are ở dạng số nhiều thì ta cũng chọn danh từ cũng ở dạng số nhiều. Thông thường thì danh từ ở dạng số nhiều thêm s hay là thêm es, nhưng từ coach chúng ta phải thêm es. Câu số 7, chúng ta có bốn đại từ nhân xưng. Chúng ta chọn we. Tại sao chúng ta chọn we? Vì chủ ngữ Linh và tôi thì chúng ta nói là chúng tôi, we. Câu số 8, các em thấy có sự lựa chọn A, B, C đều là những số đếm, còn riêng câu D là số thứ tự. Trong câu có the thì chúng ta sẽ sử dụng là first, có nghĩa là class Chung's classroom is on the first floor. Lớp học của bạn Chung thì trên tầng thứ nhất. Câu số 9, đây là dạng câu hỏi. Vì thế, các em phải xem câu trả lời là câu gì thì chúng ta mới đặt được câu hỏi ha. Câu trả lời ở đây là it's 6:50, 6:50. Để hỏi về giờ, chúng ta dùng câu what time is it? Mấy giờ rồi? Câu số 10, động từ is ở dạng số ít thì danh từ chúng ta cũng dùng ở dạng số ít, và chúng ta chọn are hay an đây. Chúng ta chọn là an nhé, vì an đứng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm. Câu số 11, đây là dạng câu chia động từ. Chúng ta chọn động từ to be là a, vì there are có nghĩa là có nhiều. There are three people in her family, có ba người trong gia đình của cô ấy. Câu số 12, chúng ta có các giới từ để chọn. Chúng ta chọn giới từ là for, delay for school có nghĩa là đi học trễ. Các em nhớ đừng có đi học trễ nha, mà chúng ta phải đi học đúng giờ. Câu 13, đây là dạng câu hỏi. Chúng ta phải xem câu trả lời để chúng ta mới đặt được câu hỏi. Ở đây chúng ta dùng câu hỏi là which class are you in? Bạn học lớp mấy? Sinh viên 7B. Câu 14, đây là chia động từ thường. Chúng ta sử dụng wash she có nghĩa là rửa mặt. Tân wash she this way every morning. Tân rửa mặt cô ấy vào mỗi buổi sáng. Câu số 15, câu trả lời là L I N H. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi là how do you spell your name? Câu số 16, chúng ta chọn Does your house have? Vì your house là danh từ số ít, ta phải mượn trợ động từ là does và động từ chính have trở về nguyên mẫu, có nghĩa là có bao nhiêu TV trong nhà của bạn. Câu số 17, what are these? Đây là những cái gì? Câu trả lời they are, chúng là những cái bàn. Câu số 18, nói về giờ 6:30, chúng ta chọn giới từ là at, at 6:30, vào lúc 6:30. Câu số 19, đây là câu trả lời không phải là yes or no mà trả lời là is big, thì ta sẽ đặt câu hỏi là is your school big or small? Chúng ta có cái or để dùng để chỉ sự lựa chọn. Câu số 20, is half past nine bằng nghĩa với lại is 9:30 có nghĩa là 9:30. Chúng ta qua phần bài tập thứ hai. Ghép câu hỏi ở cột A
với câu trả lời ở cục B cho phù hợp. Các em sẽ đọc câu hỏi ở phần A trước, sau đó sẽ tìm câu trả lời ở phần B cho đúng. Câu số 1. What are their names? Tên của họ là gì? They are Nam and Thi. Tên của họ là Nam và Thi. Câu số 2. How old is your sister? Chị của bạn 50 tuổi. She is 15. Chị ấy 15 tuổi. Câu số 3. What is this? Đây là cái gì? It's an armchair. Nó là một cái ghế bằng. Câu số 4. How many children are there? Có bao nhiêu bọn trẻ ở đó? There is one. Có một. Câu số 5. What does his mother do? Mẹ của bạn, mẹ của anh ấy làm nghề gì? She is a nurse. Cô ấy là một y tá. Câu số 6. What time does she go to school? Cô ấy đến trường vào lúc mấy giờ? At 6:25. Vào lúc 6:25. Câu số 7. What does he do every morning? Anh ấy làm gì vào mỗi buổi sáng? He gets up. Anh ấy thức dậy. Câu số 8. Where does Miss Linh live? Cô Linh sống ở đâu? She lives on Bình Hới Street. Cô ấy sống trên đường Bình Hới. Câu số 9. Is your school small? Nhà có của bạn nhỏ hả? No, it isn't. Không, không nhỏ. Câu số 10. Where are they? Họ ở đâu? In the living room. Trong phòng khách. Phần bài tập thứ 3. Trước khi làm được bài tập ở dạng này thì chúng ta cần ôn lại một số động từ và danh từ. Động từ này có nghĩa là động cơ khi chuyển sang danh từ, nghĩa của nó là kỹ sư. Greet là động từ chào hỏi chuyển sang danh từ greeting là lời chào hỏi. Child là đứa bé chuyển sang số nhiều children những đứa bé. Person người chuyển sang số nhiều people những người nhiều người. Erase là động từ tẩy xóa chuyển sang danh từ eraser cục gom. Động từ live sống chuyển sang danh từ living room phòng khách. Study là động từ học chuyển sang danh từ student học sinh. Teach là động từ dạy chuyển sang danh từ teacher giáo viên. Class là lớp học. Classroom phòng học. Classmate bạn cùng lớp. Dress là trang phục. Chúng ta có get dressed là mặc quần áo. Bây giờ chúng ta sẽ cho dạng đúng của từ trong mỗi câu dưới đây. Bắt đầu câu số 1. Ân, mẫu từ ân có nghĩa là một. Sau ân thì chúng ta sẽ dùng danh từ ở dạng số ít. Câu số 2. Chúng ta có động từ to be ở dạng số nhiều. Chúng ta sử dụng danh từ ở dạng số nhiều. Students. Câu số 3. Chủ ngữ là ngôi số 3, số ít. Đi theo sau là động từ thường, ta phải thêm s. Teaches hoặc ES.
Câu số 4 tương tự như câu số 3 thì chúng ta có chủ ngữ ở nhận số nhiều. Còn từ ở hiện tại đơn chúng ta phải dùng ở chúng ta phải dùng động từ như sau ở dạng nguyên mẫu. Please. Câu số 5. So there are 22. Chúng ta dùng nhân từ ở dạng số nhiều. Classrooms. Câu số 6. So how many? Chúng ta cũng dùng nhân từ ở dạng số nhiều. People. Câu số 7. Chủ ngữ là số nhiều. Chúng ta dùng nhân từ ở dạng số nhiều. Erasers. Câu số 8. Các em thấy chữ get thì chúng ta sẽ dùng get red. Câu số 9. Chúng ta cũng dùng nhân từ ở dạng số nhiều của try là children. Câu số 10. The title of Unit 1 is. Tựa đề của bài số 1 là gì? Các em có còn nhớ không? À, là greetings, những lời chào hỏi. Bài tập thứ tư, viết lại câu sao cho không đổi nghĩa. Câu thứ nhất, he is Vinh. Chúng ta sẽ dùng câu sau để đổi nghĩa. His name is Vinh. Tên của anh ấy là Vinh. Câu số 2, tương tự như câu số 1 thì chúng ta có chủ ngữ là they are là số nhiều. Chúng ta sẽ biết đổi câu là their names are me and Trang. Em lưu ý names em phải thêm ở dạng số nhiều, yes là nhất. Câu số 3, that table is small. Chúng ta biến đổi thành câu it's a small table. Chúng ta dùng tính từ small đứng trước danh từ table để bổ nghĩa cho danh từ được rõ nghĩa hơn. Tương tự câu số 3, chúng ta có câu số 4, this cat is old. Chúng ta sẽ biến đổi câu là it's an old cat, cũng tính từ đi trước danh từ. Câu số 5, where do you live? Là hỏi bạn sống ở đâu. Chúng ta viết lại câu với nghĩa không đổi như sau. What is your address? Chúng ta sẽ thay thế đại từ nhân xưng thành những từ sở hữu và động từ live thay thế cho nhân từ address. Câu số 6, where does Phong live? Chúng ta đổi biến đổi câu thành what is Phong's address? Chúng ta dùng tính từ sở hữu. Các em nhớ phải có tên của một người đó và nhìn dấu phẩy với chữ S. Câu số 7 cũng tương tự như câu số 6. Where does your teacher live? Chúng ta biến đổi câu thành what is your teacher's address? Chúng ta cũng dùng sở hữu cách. Câu số 8. This school has 30 classrooms. Chúng ta có động từ has, có nghĩa là có. Và bây giờ chúng ta sẽ thay thế động từ has bằng there are, có nghĩa cũng là có. Chúng ta biến đổi câu thành there are 30 classrooms in his school. Nhớ là in là trong một nơi nào đó. Chúng ta sử dụng cái từ in nhé. Câu này có nghĩa là có 30 phòng học trong trường của anh ấy. Ở câu số 9 này tương tự như câu số 8. Has cũng có nghĩa là có và chúng ta sẽ dùng there is có nghĩa là có, nhưng sau there is thông thường là có một từ a hoặc an và những từ luôn luôn ở dạng số ít. Em lưu ý phần này. There is a big television in this living room. Câu số 10 là dạng câu nghi vấn của động từ have. Chúng ta phải mượn chọn từ the đọc câu
Humans family have five people. Và chúng ta cũng thay đổi đầu chữ ha thành are. Chúng ta sẽ biến đổi thành câu có nghĩa không đổi là there are five people in Yun's family. Có 5 người trong gia đình của bạn Yun phải không? Các em vừa được ôn lại một số kiến thức cũ. Để làm bài kiểm tra được tốt thì các em nên xem đi xem lại bài ôn tập này nhiều lần nhé. Cô cảm ơn các em đã lắng nghe bài ôn tập và cô chúc cho các em làm bài kiểm tra tốt. Chào tạm biệt các em. Goodbye.